Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, ở vì những cái video trước thì các bác cũng đã biết được rằng là sau khi mà cháu Lực bị một người lạ người ta lừa cháu Lực về cái vụ là làm mái hiên các bác, thì các bác cũng đã biết là sau đó thì được bà An Phạm là tiếp tục là đồng hành cùng cháu Lực các bác. Và hiện tại thì ở phía đằng sau của cháu Lực này các bác này, em có thể ra tận bên kia đi. Đấy, ra bên. Các bác có thể nhìn thấy được rằng là cái phần mái hiên của nhà em Sử thì cũng được là các bạn là làm cực khí ấy, các bác hầu như là đã hoàn thiện rồi. Đấy, còn về cái phần ở dưới thì chưa là hoàn thiện, sẽ làm ở phần trên trước. Đấy, cái mái của nhà em Sử thì cũng rất là rộng các bác nhá. Ở đây thì đáng nghe là hôm nọ cháu Lực định là làm cái cột ở phần dưới các bác, thì sau đó thì được các bác nói rằng là cái phần dưới nó là cái đất mượn ấy, cho nên là cháu Lực không có làm một phần dưới nữa mà để ở trên phần trên này luôn. Chào, hôm nay xong không Nam? Thế là mai là một ngày nữa nhở? Chứng tỏ làm cái mái hiên này cũng khá là lâu đấy nhở, được tầm hơn 2 ngày dưới rồi. Liệu tiền công có đủ không đấy Nam? Làm lâu ngày thế thì liệu tiền công có đủ không? Không, nó bảo tiền công thì có đủ không đấy. Không thì không đủ tiền công thì lúc đấy là bạn lại thiệt bạn ra đấy. Còn là ở phần phía trên cái phần hở đấy các bác nhá, thì cháu Lực sẽ mua keo để mà bịt lại trên này, thì nó sẽ không có bị dò xuống đây cả. Đấy, một cái mái hiền mà cũng rất là rộng rồi. Ở đây thì ngày mai thì các bạn sẽ các bạn cực khí các bác sẽ hàn thêm cái lưới quanh ở bên này đi nữa, ra tận kia nữa. Không biết là lên đây là thấy không biết là Sử đi đâu rồi. Hôm nay thì cháu Lực có bảo em Sử là lấy thêm xi lên các bác, bảo trở lên 5 bao mà thấy nó trở lên có 2 bao thôi. Không biết là các bạn đi đường nào lên. Ui, thấy con lợn thì cũng sống hết rồi đây. Không biết là Sử thả ra hay là nó sống này. Nam ơi, có thấy Sử đi đâu không Nam? Có thấy Sử đi đâu không? Và cái mái hiên này thì cháu Lực cũng làm rất là cao các bác. Thử gọi em Sử xem lại em ấy đi đâu nào. Hồi buổi sáng thì cháu Lực có đi xuống cái nhà của hai ông cháu đấy các bác, thì cũng có bảo với em Sử rằng là trong lúc mà anh không lên ấy thì là em ở trên này để mà xem mấy anh em thợ là làm như thế nào và cần những cái gì không. Còn bấm người dùng bận nữa chứ. Anh Hải chưa đi học về à sân? Hả? Anh Hải chưa đi học về à? Thấy anh Sử nhà dưới đây, bảo anh Sử lên đây nhá. Bấm toàn là người dùng bận, không biết là đang bận cái gì nữa. Nhà thì không ở, không biết là đi đâu rồi. Sứ ơi, Sứ ơi, Sứ ơi, làm gì đây? Oppo ngủ chứ? Chị ơi, ở bên ngoài thì các anh em thợ cơ khí đang làm mà là đi ngủ giờ này.
Ngủ à? Đấy, ở trên kia thì hôm giờ chắc chắn các bác nhá, có hai bạn đang ở phần trên mái nhà trên kia kìa, vẫn còn chưa thấy là gọi là lung lay tí nào. Đúng là mà ba cái kèo ấy, cái kèo này thì là cháu Lực cũng bảo là mấy anh em thợ là phải hàn như thế này này thì nó mới chắc chắn được. Không biết là mấy bạn cơ khí này đi đường nào lên này. Ui, lên được không nào? Lên được không? Sứ ơi, sứ á. Sứ ơi. Tí 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 cho sử là gỡ cái đèn kia ra luôn nhỉ. Túi vít này đủ không nam, một túi này. Đấy, cái mái, cái phần mái hiên của bác thì cháu Lực cũng lựa chọn là cái màu đó là cùng với lại cái màu của ngôi nhà một chút. Có vẻ như là khá là lâu là không lên đây rồi, thành ra là có rác ở trên đây một chút của bác. Giờ mình sẽ bảo em sửa lại, em ấy quét đi. Cái này thì cũng để tránh khỏi được các bác ạ, tại vì là nó ở gần. Mới bảo hả, thấy không? Cái bảo em xử là dùng cái chổi lên để mà quét ở phần phía trên này một chút cô bác. Và gọi là ở cái gốc cây này cô bác này, không thể tránh khỏi được là những cái lá cây mà nó ở trên này thôi. Đấy, nó là bây giờ các em nó phải gọi là thỉnh thoảng lên trên này dọn dẹp thì nó mới sạch sẽ được. Lên được không? Đấy, thang lên đường này này. Cái thang này. Em lấy cái thang lên này, xong trèo trèo lên này. Xong lên đây luôn. Em lấy thang lên này, lên Sứ ơi, lấy thang. Không mà tí mình mới đi được, thì xuống nữa. Cái này chắc không đốt được đâu nhỉ? Này chắc không đốt được đâu nhỉ? Không, không phải vỡ, nó không cháy ấy. Hôm nay là có hai anh em làm thôi à? Này đi được trên đấy được tầm bao nhiêu người ấy? Bạn lên thoải mái nhưng mà đừng giẫm lên tôn. Tôn nó bị móp nhỉ, tôn nữa. Xem đầu kia chéo. Cháu sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thấy cái mái hiên làm như này thì có ưng chưa? Có ạ. Đấy, từ ở trên cái phần chân của cháu Lực cô bác nhé, chúng ta đến đoạn kia thì nó sẽ là 4 mét nhé cô bác nhé. Còn về những cái chỗ này cô bác này thì cũng phải chia sẻ cho các bác biết một chút đấy. Thì cái này thì cháu Lực sẽ biết là dùng xi để mà bịt lại, hoặc là sẽ dùng keo để mà bịt lại thì mưa nó sẽ không bị giỏ phần dưới nữa. Cái này thì không thể mà tránh khỏi được cô bác ạ, cái này. Sứ ơi, em quét hết cái này xong rồi ném xuống rác xuống dưới đi, rác này này. Rác của nó này. Lâu lâu em phải treo lên trên này để mà quét ấy, chứ không là nó có nhiều lá cây quá. Tí là mình phải tháo cái cốt đèn kia ra đấy nhá. Vâng. Tháo xong thì tí mình chế ở cái cột ở bên dưới kia. Đặt ở bên dưới kia.
thẳng nữa. Em có thừa sống nào nữa. Hả? Vừa ra một tí rồi. Ôi, vừa luôn. Mới một sóng này. Nếu mà kéo căng ấy. Nếu mà cắt được cắt OB này này. Bây giờ phải lấy mấy cái cắt rồi nhỉ? Đấy. Kéo cũng không chưa đâu. Bên ngoài vừa. Bây giờ nó cũng bằng rồi. Nhưng mà cái này để mà bắn làm sao thì để gió nó thổi nó không vù ấy. Đấy. Nhưng mà nó nhiều quá thì kéo bớt ra bên này đi. Nó thừa hẳn một sóng ấy. Không hẳn là một sóng, nó chỉ một sóng này thôi. Đợi đợi tí anh. Có vẻ như là cái màu tôn này của bác này nó cũng sau một thời gian nó cũng phai phai được một chút của bác. Trước thì vừa lấy về là một cái màu mà nó màu thì nó màu đặc hơn, bây giờ thì nó hơi một chút rồi. Cái đấy xoay được à? Đây. Xoay được à? Phải được. Rồi, em Hải thì mới đi học về được không? Bây giờ thì ở phần dưới là có một cái mái hiên sẽ rất là rộng rãi của bác ạ. Cái độ dài của mái hiên này là gần bằng cái căn nhà của Sử luôn các bác. Là cái chiều dài căn nhà của Sử từ phía phòng khách ra đến cái chiều rộng của phòng khách các bác, là chiều ngang ấy là nó tương đương mà là 5 mét rồi. Là ở đây là 4 mét thì nó gần rộng bằng. Hiện tại thì các bạn cơ khí vẫn đang bắn vít thêm để cho nó chắc. Các bác ạ, thành ra là cháu được sử em Sử sẽ đi ra kia để mà trộn một ít đá bỏ vào trong cái góc cột này. Ôi, nhìn thấy ông thì có vẻ là lên đây sao các bác? Em đẩy xe đã, xong mình mới đẩy được xe rùa chứ. Cái kia là mình cho một tí đá vào nhỉ? Yeah. Cho đá với lại cát đây. Đây mà. Đây này. Những cái cột ở bên này này. Cái cột này này. Cột này này. Đấy. Sau vào một tí nữa mình
bỏ cái cột này ra, mình lấy cái đèn năng lượng mặt trời ra đã nhá. Cái đèn năng lượng mặt trời thì mình sẽ thiết kế là để ở phần trên này này. Bên này thì có vẻ như là cái đấy các bạn cơ khí các bạn chưa có đổ cột đâu. Anh Hải đi học về rồi à? Vâng. Hả? Cháu Hải xin kính chào quý bà cô chú anh chị ạ. Vậy ông thì mới lên trên này cô bác. Bạn biết tấm mại gì? Không nhau mà cha. Bạn chỉ lâu yếu mấy? À. Có vẻ như là làm tí tiểu rồi có bác ông ấy. Chỉ mặc thăm này thế nào? Cái này là mận tắm hoa của các bạn cơ khí các bạn ấy đem lên. Được thử ăn một quả rồi. Chua. Tắm nó chen ổ. Tắm nó ổ. Chua quá không? Nhưng mà thành chảy. Chua quá. Có thể nó nếu nhau dẻo. Ông làm ở đây thì cho nó sẽ cùng em Hải với sự là ra bên này một chút. Hải ơi đi Hải ơi. Này chắc là một xe rùa được ấy nhở? Một xe rùa nửa xe à nửa được xe đá. Mày hôm nọ ai làm ấy? Con chơi à? Đây cho xử cái mic này. Hải bây giờ nhiệm vụ là lấy nước nhá. Đấy, anh với xử lấy đá với lại trộn. Đồ cổ chết à? Hả? Cổ đây. Đổ cột đây, mình đổ cột trước đây. Đổ cột trước rồi mà, đổ cột nó chắc trước đây. Đấy, nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là phần mái hiên rất là đẹp của bác ạ. Mái hiên này thì là những cái sắt. Tất cả sắt của bác thì chúng tôi cũng lấy là loại sắt là loại YP, là loại dày nhất. Nếu mà thường thường là người ta làm cái phần mái hiên này các bác thì là người ta chỉ lấy là ly mốt thôi, nhưng mà chúng tôi là lấy ly tư. Vì bà An Phạm còn nói với cháu Đức rằng là phải lấy đồ mà xịn xịn một chút các bác. Cái gì gọi là như cháu Đức là nghe theo ý kiến của bà An Phạm, coi như là bà An Phạm là muốn làm như thế nào thì cháu Đức sẽ giúp bà là làm cho các em. Có thể nói là rất là cảm ơn cái tấm lòng của bà An Phạm. Ôi ơi đi thôi. Thôi Hải lấy nước từ trong nhà ra. Đây luôn xử nhá. Thêm chút bột đá nữa. Để em bỏ ra kia nhá. Hôm nay em chở được 2 bao thôi à? Vâng. Hả? Đây, đã chuộng đổ cột đây. Chuộng trước nhá, tí tôi xuống hàng một cái rau vào nữa nhá. Cái rau nữa à? Vâng. Còn về cái vật liệu mà còn dư này các bác này, bây giờ mà cần cái là mấy anh em lấy ở đây luôn, là không có phải đi xa để lấy nữa. Được rồi. Ôi giời. Phát lên luôn. Đây luôn.
bỏ xích ra. Nam ơi, Nam à, Nam ơi, cái cột này tí hàn một cái dầu nữa à? Cột đồ cột đen đấy mà. Cột đồ cột đen đấy mà. Ừ. Thêm ở góc nữa à? Tí phải thêm dầu vào để mấy nhớ nó mới ăn rồi xi măng được. À, ok. Bạn cứ trước đi. Ok. Thì bạn Nam sẽ ra đây là hàn thêm một chút dầu vào cái cột đấy các bác, thì chắc hơn. Bóc bên nào hàn nhỉ? Sử nhỉ đây. Bao này can được. Đây, ở đây. Từ từ nhá. Chỗ này chắc không lấy đi một bao đâu mà. Một nửa. Hả? Trăm nửa này. Đây, đây. Đây em sẽ trộn một chút đã. Một ngôi nhà mà phải nói là rất là tuyệt vời và rất là đẹp luôn các bác ạ. Ôi dạy thôi lắm giá độ này. Thế nào đấy? Tên cháu lên trên nè. Cháu lên nè. Có hỏi dạng. Răng. Ồ, răng nè. Cái này là măng của bác ạ. Chắc là tối nay là ông để mà xào măng. Ông bảo là người ta cho. Đây xem. Lấy cho ông ít mận đem đi về. Đây mận của các anh cơ khí ấy, các anh thì không lấy lên nhiều ấy, lấy cho ông một chút. Có con xẻng không sư nhỉ? Có xẻng à? Xẻng kia có à? Có thuận lợi đi đúng không? Hay lấy cho ông một chút đi cho các em ở dưới cặp mày hơi có sơn rồi chứ thái này ra kia lấy ra cho cái xẻng đi đúng không. Còn sát ở phần phía bên kia đấy các bác ạ, thì một phần sẽ vừa làm cái cửa ở phía bên này và để mà hàn đây nữa. Chỗ này thì ngày mai ông sẽ cho mấy anh em là kéo cuộn sắt biên 10 là vòng từ kia ra và ra tận đến đây luôn, tận đến chỗ góc chân của em Sử ấy. Xuống đây bạn. Đường ấy sắp đào xong chưa? Hai ngày nữa. Nhưng mà sau đào đường cho nó to một tí, hôm qua tôi vác vật liệu từ kia ra mệt quá. Vừa qua. Ô tô bây giờ chưa vào được đâu nhỉ? Ô tô chắc phải cần mấy tháng nữa. Thế thì bỏ cái sáng tỏ thôi mà. Vô mà. Cứ để ngâm đấy đi, đổ nước xong ngâm đấy đi, chỉ để cho các anh hàn thêm rau đó. Cô này trước mình có để xi vào chứ nhỉ? Như không đâu nhỉ? Nộ bộ chắc đấy. Tí ra lấy ra sau. Bây giờ thì nhấc cái cột đèn này ra thôi các bác ạ. Bây giờ thì để ở góc bên này này. Được ạ. Ôi, có xô không à?
đây cũng có một cây. Ui, cái này có đèn tháo đi không à, cho lên mái. Có đèn này cho lên mái không à, mai cho lên mái xong còn đèn cho xuống dưới này. Đèn là mai cho kia thôi. Bắt vào kia. Điện đang bao nhiêu đây em ơi? 30. Cho lên kịch số đi. Để anh cắt, để anh cắt đâu. Cho lên kịch số đi. Rồi. Cắt luôn à? Hay ở dưới kia thì cũng là đào rất là sâu rồi các bác nhé. Đây, ở đây là bà An Phạm vừa gửi tin nhắn cho anh luôn này. Bảo là cháu Lực ơi, bà, à đây, Hải ra đây. Đây đây. Hải đọc tin nhắn này cho anh Sử nghe nhá. Hải cho Hải đọc nhá. Đây, tin nhắn này này, cháu Lực ơi đây này. Đây, em cầm điện thoại đi. Cầm xong rồi em đọc cho cả anh Sử cũng nghe luôn. Cháu Lực ơi, bà nhớ con. Bà nhờ con nói với em Sử là khi dùng xong máy cày cây thì máy cày thì đem về nhà rửa sạch, cất đi để năm sau dùng tiếp, đừng để ở ruộng sẽ bị mất. Bà cũng muốn máy cày có còn không mà không thấy ở nhà. Con nói em phải cẩn thận giữ gìn đồ vì mất thì khi nào mới mua lại được. Bà không tìm thấy địa chỉ của em Sử nên phải nhờ con. Cảm ơn con nhiều. Đây, vừa rồi là những cái lời mà nhắn của bà An Phạm là gửi tới cho em Sử đấy. Thì cũng ở trên video thì cũng nói luôn cho bà lại tất cả các bác cũng biết luôn là máy cày khi các em dùng xong ấy thì các em sẽ thứ nhất là gửi ở nhà ai hoặc là để ở ruộng, thì làm xong thì mới về các bác. Làm xong thì Sử về là rửa sạch xong là cất để sang năm sau tiếp tục dùng nhá. Đấy, còn về bà cũng gọi là cũng có số điện thoại của các em rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì em Sử thì em đi học thì cũng không cầm điện thoại máy, chỉ là buổi tối về thì em mới có cầm một lúc thôi. Còn anh Sử thì đôi lúc là anh ấy đi ra ngoài anh cũng không có cầm theo điện thoại máy cả các bác ạ. Hàng sau rồi Nam. Đó. Phải nói là có một cô duyên nào đấy mà bà An Phạm rất là quý hai anh em Hải Sử các bác ạ, giúp đỡ cho anh em Hải Sử rất là nhiều. Hải ơi, lấy cho anh Sử cái này. Ôi ơi, đừng đổ đâu anh nhá. Đấy, còn thưa các bác, cái số này là cái số đất đất cứng của bác nhá, không phải là cái đất mượn đâu. Hết chưa? Hết chưa? Đục. Còn một tí nữa. Hả? Một tí nữa. Đổ ngay hết đi. Cái kia đi mình đổ sau. Mình trồng mấy con này trước rồi. Còn cái con kia thì lúc nào mình láng không cái phần láng cái phần nền ấy thì mình làm sau. Thế chưa? Say rồi. Yeah.
Này nhìn trong cái hố này các bác nhá. Nếu mà có thể là các bác theo dõi trên video thì có thể là nó rất là nông ấy, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy là cái lượng mà vật liệu mà cháu Đức cho vào, một là xe cát này với lại thêm là nửa xe sỏi nữa, cộng thêm là xi nữa. Đây còn là phía bên này thì là Nam đang hàn thêm là một chút cây rau xuống để mà cho nó chắc. Phải nói là ngôi nhà của các em là ngôi nhà mà rất là tuyệt vời các bác ạ. Ở trong bản mà vừa có nhà đẹp này, vừa có cần cái quả mái hiên rất là rộng như thế. Ngày mai thì có sẽ còn làm thêm là cái lưới quay từ cái chỗ mà coi như là khu ở phần phía bên ngoài đấy các bác. Thì có thể là những cái máy cày của các em ấy có thể là để ở phía bên ngoài này cũng được. Thì tại vì cháu Đức cũng đã làm mua lên bản này để làm cửa một cái rồi. Mai xử đi chở thêm mang xi về nhá. Vâng. Xi để nhất là mình vừa làm cái phần sân đó và vừa làm thêm cái phần kia nữa nhá. Cứ đi nhà anh hôm nay mà đi chở ấy. Rào lấy lên nhá. Vâng. Cái dao dựa này, ôi ôi để đây này. Đây không. Ôi dồi, biết là hỏng rồi nhưng mà phải để, có để như thế, để như thế là chặt trúng chân đấy. Không ai đào đường kia thì đào sắp xong chưa? Hai ba tuần các bạn. Tám nào bạn đào đường trên kia xuống nhà có xử cái đường tầm 2 mét thì được không nhỉ? Thì đấy do xử thôi, nếu mà còn đất thì đào cái đường đi lại nó tiện hơn. Nhưng mà đào miễn phí không? Không được. Trả tiền công rồi. Ôi, không lấy tiền công à? Lấy tiền thì tình cảm. Thế nhưng mà đất ở trên kia thì có phải đất của nhà xử không? Phải đâu. Không phải đâu à? Vâng. Thế bây giờ nhà xử có chỗ nào để mà mình đổi được một chút không? Đổi để mà coi như là đào tầm lấy đường 2 mét đi vào thôi. Không có đâu. Không có à? Xử thử hỏi xem là nếu mà xem xét. Anh thoải mái mà. Đây khoan gì? Xem xét được thì bảo anh. Xong là cho bạn Hùng lên đào miễn phí được cái đường 2 mét thôi. 2 mét đào chắc độ tầm đâu đó là tầm 200 mét thôi nhở? Nhưng mà nó có đá to, thế nhìn thấy đá to quá. Đây toàn đá. Đây mấy anh em thì gọi là cũng ở quanh quanh nhau các bác. Là thấy đi nào đường ấy, thấy nhà là vừa mới làm lại phần mái hiên, cũng chạy xuống để mà xem. Ở đây thì không phải là nói chê đâu các bác. Ví dụ như những cái ngôi nhà hàng xóm ở bên kia này các bác này, thì có thể là chỉ bằng cái phần mái hiên nhà của em xử thôi đó. Ở trên này chắc là mai phải mua xi lên xịt thế nào nhở? À mua cái sơn này. Nói như... lọ sơn đây không phải à? Bán kia bán sơn. Bán là sơn đều à? Không phải đều, bán nhầm rồi. Nó không phải là sơn trắng kia đúng không? Cái này sơn cùng bóng. Thế là đi đổi lại nhỉ? Nhà nó có sơn cái kia không đấy? Có thì bảo trả lại tiền. Có. Có à? Thế cái đồ này hôm nay là... mua ấy. Kia đó là anh ơi này, là sau mua ấy. A210 hay với A200 kìa. Cái định ý là bảo là lấy sơn chỉ với hàn thì đạo đồ này Nam mua là chỗ này hết bao tiền gái? À, bao nhiêu ở chỗ này ấy? 19 tiền đạc. 8 ạ, đáp phết rồi.
trên xá thì hầu như là bán vật liệu này kia rất là đắt các bác. Có thể là những cái vật này này con này, cho nên không nhờ được là ai từ cái huyện lên để mà mua đấy, thì người ta cũng bán là một cái đó tổng tầm là 35 đến 40 nghìn đấy các bác. Khá là cao. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, còn sớm thì bạn cực khí sẽ tranh thủ làm luôn cô bác. Kéo hoa anh cái chủ. Chưa đâu, chưa đâu. Thế chưa, được chưa đâu. Nó hàn đi xong vòng. Nó hàn được vòng á? Không, cuộn nó chạy chạy. Thế là thiếu sao rồi, cuộn này. Thiếu rồi, đủ đấy. Cái này nó chưa căng. Một kít. Rồi. À, sửa dưới đây thôi anh ấy. Đánh hàn nó. Thế, kéo căng rồi nhá. Thế nhưng mà cái đấy xong mai cắt sau à? Bây giờ tí cuộn vào dưới này, mai cắt ra sửa. Đấy, càng cái chiều dài của cái sát B40 là cao hơn cả gần bằng người cháu Lực luôn cô bác. Nó độ tầm rơi vào tầm mét dưới. Ồ, nó mét 6 như thế này. Bạn có mét dưới đây á. Cái này mét 6 à. Đây là vật châm này vừa kéo đấy nhỉ Nam nhỉ? Đây vật châm này vừa kéo đấy nhỉ? Sứ ơi, ở đâu rồi? À sứ kia rồi. Hải ơi, tìm cái gì ra buộc đấy cho nhé. Có dây gì không? Từ từ Nam ơi. Từ từ Nam ơi, từ từ chỗ này này.
không lại phải đục đá đấy, không tí nó lại lên cao đấy. Tôi theo tôi là đục đục cái viên đá ra đi, có máy đục rồi nhỉ? Có thâm đây. Đưa mượn máy đục, đục ra luôn để nó thẳng đấy. Con nhờ cái này đục được không? Đục. Ui, sao bốc khói rồi? Nó hút cái bụi đất lên. Đá nhìn thấy cũng cứng đấy nhỉ. Anh đục khoan trâu như thế phụ ấy. Cái búa này là nắng được không? Được chưa? Chắc thông là gió hài. Chắc thông là hát lô phía này mà gió lô xí đây. Chắc thông là phía này. Mở tay quá. Tuột tuột đây. Có tuột đâu? Này thả được không? Cứ thả đi chứ. Thả được không? Đấy. Thả được không? Cứ thả luôn đi. Đây, thả luôn đi. Đây còn cái này thì ngày mai các bạn sẽ dùng thêm một cái cây sắt để hàn từ bên ngoài cột bên này ra bên này các bác nhé. Đây, còn đây là các bạn bây giờ cơ khí thì cũng hàn luôn. Cái này xong rồi thì cũng nghỉ của bác ạ. Nó được cầu xin được là chia sẻ với cô bác. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bà An Phạm đã đồng hành cùng với cháu Đức trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Và lại tiếp tục là đồng hành cùng với cháu Đức để mà hoàn thiện cái mái hiên cho hai anh em hải sử của bác. Đấy, lời cuối cùng thì cho cháu Đức xin được chúc sức khỏe tới tất cả của bác anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh. Và hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.